Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ tham đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh 1984 thân mến, những năm vừa qua trong cuộc đời Giáp Tý, trời đã đổ những cơn mưa lớn. Thật tiếc khi thay vì ở nhà nằm nghỉ, họ lại bị tiếng gọi của số phận cám dỗ, rồi thức dậy mình trần lao ra giữa bão táp. Như một câu nói quen thuộc, hạn thường không để cho ta biết là hạn, nó thường giả dạng dưới hình dáng của cơ hội. Nếu ta mạnh dạn nắm lấy, ban đầu có thể nở chút nụ cười hân hoan, để rồi sau đó là ngập tràn những lo toan mỏi mệt. Giáp Tý đã trải qua tất cả những khó khăn đó, những gì phải trả họ đã trải rồi, những mất mát của cũng đã trải qua. Giờ đây chỉ còn lại một Giáp Tý đầy suy tư, với thân thể mang nhiều thương tội và tinh thần ngập tràn hoang mang. Họ đang tự động viên mình bước vào một giai đoạn mới. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Giáp Tý sinh 1984, bước vào đúng 7 ngày tới với nhiều cơ hội được mở ra. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ, và chỉ cần chú ý điều này, quý bản mệnh sẽ đắc tài, đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Giáp Tý có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn đúng 7 ngày tới, quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh 1984 nhé. Tuổi Giáp Tý sinh 1984 cầm tinh con chuột, đứng ở vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp. Tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm,
thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc, lại có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi sau kết hôn, có vận tài lộc về già, được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý, xem tử vi thấy rằng ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy, khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão, những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công, thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới cho tuổi Giáp Tý sinh 1984. Khi bước vào đúng 7 ngày tới, người tuổi Giáp Tý sẽ đối diện với những thách thức trong sức khỏe mà nguyệt lệnh lâm bệnh đã báo trước, những dấu hiệu không mấy khả quan. Sắc mặt u ám không còn vẻ rạng rỡ sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, giống như một tấm mền nặng chịu đang đè lên vai. Đây chính là lúc để bạn nhận ra rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Trong bối cảnh hiện tại, tinh thần bạn có phần uể oải, khiến cho bạn không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật, mà thường có xu hướng rút lui vào những vòng tay an toàn của riêng mình. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chỉ muốn tìm đến giấc ngủ để quên đi mọi muộn phiền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức lực. Đây là lúc bạn cần phải nạp lại năng lượng trước khi theo đuổi những ước mơ lớn lao. Về phương diện sự nghiệp, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thiên ấn đang chiếu sáng con đường của mình. Những kế hoạch đã được bạn vạch ra một cách chỉnh chu, giờ đây chỉ cần bạn thực hiện theo từng bước một cách kiên định. Hãy tập trung vào những việc đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Đồng thời, tam hội khuyến khích bạn xây dựng và duy trì các mối quan hệ hài hòa, hợp tác có lợi. Hãy nhớ rằng sự hỗ trợ từ đối tác và bạn bè sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn khi mọi người cùng chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp. Ngoài ra, điểm này Bách Diệt mang đến nhiều cơ hội trong tình duyên, với những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ đón bạn. Nhưng đối với những ai đã có đôi, hãy cẩn thận với những cám dỗ xung quanh. Đôi khi từ chối một cơ hội có thể giúp bạn giữ vững hạnh phúc hiện tại và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Đúng 7 ngày tới sẽ là một hành trình thú vị cho tuổi Giáp Tý nếu bạn biết cách chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Hãy dũng cảm đối diện với thử thách và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, con giáp tuổi Giáp Tý sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn, mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn trên con đường sự nghiệp.
Đây là thời điểm để bạn phát huy những tiềm năng vốn có và tiến bước vững chắc về phía trước. Nhưng hãy nhớ, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, bạn cũng cần biết cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình. Một chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu giúp bạn duy trì phong độ cao nhất. Trong không khí làm việc của thời điểm này, các mối quan hệ tại nơi công sở cũng sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ. Hết cấp trên sẽ tỏ ra hài lòng trước những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhìn thấy sự tập trung vào trách nhiệm của bạn trong từng nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tại thời điểm đếm này, các điều kiện thuận lợi sẽ liên tục xuất hiện, mang lại những tiến triển tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn ấp ủ những ước mơ, những mục tiêu lớn lao, hãy không ngừng nghĩ về chúng. Sự thành công sẽ đến gần hơn khi bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng với tất cả nhiệt huyết. Hãy biến những ý tưởng và kế hoạch của bạn thành hiện thực bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Đúng 7 ngày tới cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công mới mẻ trong sự nghiệp. Những cơ hội làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng sáng tạo và hợp tác bền vững trong tương lai. Hãy tự tin và mạnh dạn bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tuổi Giáp Tý trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, tuổi Giáp Tý như một chiến binh dũng mãnh, luôn mang trong mình sự ổn định thực tế. Bản mệnh không chỉ đơn thuần tìm kiếm mục tiêu, mà còn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Với tinh thần kiên định và sự nhạy bén trong công việc, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ít khi thiếu thốn. Thậm chí nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý tài chính, sự giàu có sẽ không còn là điều xa vời. Thời điểm này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn. Dường như sức mạnh nội tâm của tuổi Giáp Tý đang bùng cháy, giúp bạn không chỉ mạnh mẽ tiến bước mà còn dám vượt qua mọi giới hạn mà trước đây bạn từng nghĩ là không thể. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn gặt hái những thành công nổi bật và mới mẻ trong cuộc sống. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bạn đã dành cho công việc và cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực đó không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà còn là khả năng nhận diện và tận dụng những cơ hội xung quanh. Việc làm ăn của bạn sẽ khởi sắc, buôn bán thuận buồm xuôi gió, với dòng tiền ra vào đều đặn như nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh. Hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, vì đôi khi chính những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể lại mang đến cho bạn những bước tiến lớn. Bằng cách hoàn thiện bản thân và không ngừng nâng cao kỹ năng, tuổi Giáp Tý sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy mạnh dạn tự tin và không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Đúng 7 ngày tới này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và thành công rực rỡ. Chỉ cần bạn biết nắm bắt và biến chúng thành hiện thực. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới sẽ mở ra một chương mới đầy thử thách cho tuổi Giáp Tý. Tử vi thời điểm này không thể không đề cập đến sức khỏe của bạn. Dấu hiệu từ mệnh có bệnh cho thấy rằng thời gian này sức khỏe của bạn đang có phần suy yếu. Cảm giác u buồn và căng thẳng như những đám mây đen u ám khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn và giấc ngủ không còn ngon như trước. Ngũ hoàng đang bay về phương Đông Nam, điều này nhắc nhở bạn rằng sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để những áp lực công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi việc chăm sóc cơ thể và tâm hồn. Hãy nhớ rằng một tâm trí minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn đạt được những điều bạn khao khát trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, tuổi Giáp Tý nên cân nhắc gác lại một số công việc không thật sự quan trọng. Hãy học cách đặt ra ưu tiên hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ gây căng thẳng, để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thực sự cần thiết. Đừng ngại nói không khi bạn cảm thấy bản thân đang bị quá tải. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tham gia vào các buổi thiền hoặc tập yoga không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Những bài tập này như một liều thuốc quý, giúp bạn lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí trở về trạng thái sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Trong thời điểm này chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần,
để sẵn sàng đón nhận những cơ hội đang chờ đợi phía trước. Nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu, và chỉ khi bạn khỏe mạnh bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, đến mang theo những gợn sóng tình cảm, rộn ràng cho tuổi Giáp Tý, tử vi cho thấy bách diệt chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới về tình yêu và cảm xúc. Những rung động lãng mạn sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim bạn, khiến nó trở nên sáng lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm, để tình cảm giữa bạn và nửa kia thêm gắn bó. Thời điểm này thật lý tưởng cho những chuyến đi chơi hay kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị, nơi cả hai có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi chỉ cần một buổi chiều dạo chơi, ngắm hoàng hôn hay một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cũng đủ để thổi bùng lại những cảm xúc yêu thương. Nếu bạn đang trong tình trạng độc thân, đừng ngần ngại mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ bằng cách tham gia các sự kiện xã hội, hoặc thậm chí là những chuyến du lịch khám phá. Biết đâu tình yêu đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó xa xôi. Chỉ cần bạn dám bước đi và đón nhận, cuộc sống xã hội của bạn trong thời điểm này cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng sôi động vào cuối tuần, nơi bạn sẽ gặp gỡ bạn bè và những người thân yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ, những nụ cười và tiếng cười sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, góp phần làm phong phú thêm hành trình tình cảm của bạn. Hãy để trái tim bạn thổn thức và hòa mình vào dòng chảy của cảm xúc, để đúng 7 ngày tới này trở thành một hành trình khám phá tình yêu đầy màu sắc. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, và tình yêu sẽ là phần thưởng ngọt ngào dành cho bạn trong cuộc sống này. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết, ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Trong những ngày này, vận khí của tuổi Giáp Tý đang có những chuyển biến tích cực, mang lại cho bạn những dấu hiệu đầy hứa hẹn. Mở đầu thời điểm này, với tâm thế hăng hái và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh mới như ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Thiên ấn như một ngọn hải đăng soi sáng, con đường sự nghiệp của bạn mở ra những cơ hội tươi sáng và hấp dẫn mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, trong cơn say mê với những thành công đến gần, đừng để bản thân lãng quên một điều vô cùng quan trọng. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn cần bảo vệ, dù công việc có thuận lợi đến đâu. Việc chăm sóc bản thân vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy dành cho mình những phút giây thư giãn quý báu, tham gia vào các hoạt động giúp tái tạo năng lượng như đi bộ trong công viên, tập yoga hay thiền định, để tâm trí được tĩnh lặng và thân thể thêm phần dẻo dai. Trong khía cạnh tình cảm, nếu bạn đã có người yêu, hãy nhớ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Một buổi hẹn hò lãng mạn, đơn giản như một bữa tối dưới ánh nến, hay một cuộc dạo chơi giữa thiên nhiên sẽ giúp thắt chặt thêm sợi dây kết nối giữa hai bạn. Hãy để tình yêu được thăng hoa và những khoảnh khắc bên nhau trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Còn đối với những ai còn độc thân, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn mở lòng và giao lưu với những người xung quanh. Hãy mạnh và tham gia các hoạt động xã hội, vì biết đâu trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ, bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, người có thể cùng bạn chia sẻ những ước mơ và hoài bão trong tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và nắm bắt những cơ hội, vì cuộc sống luôn đầy bất ngờ chờ đón bạn. Tiếp theo là tử vi từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Khi bước vào thời điểm này, tuổi Giáp Tý sẽ phải đối mặt với một số thách thức nhất định trong công việc. Những vấn đề này có thể gây ra chút khó khăn và làm bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng đừng quá lo lắng, thiên ấn vẫn đang bên bạn hỗ trợ và hướng dẫn bạn vượt qua những trở ngại. Hãy kiên nhẫn tìm kiếm các giải pháp thông minh và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn. Chắc chắn rằng từ những mảnh ghép nhỏ, bạn sẽ có thể tạo nên một bức tranh sự nghiệp hoàn hảo và đáng tự hào trong những ngày này. Sức khỏe của bạn cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng có thể bắt đầu xuất hiện, đe dọa đến sự năng động của bạn. Vì vậy, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thể
thể thao hoặc đơn giản chỉ là đọc một cuốn sách yêu thích có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, làm mới tâm trí và tinh thần. Về khía cạnh tình cảm, giao tiếp sẽ trở thành chìa khóa quan trọng giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn hay hiểu lầm. Đừng ngần ngại chủ động nói chuyện với người yêu hoặc bạn bè. Để làm rõ mọi vấn đề, những cuộc trò chuyện chân thành không chỉ giúp xóa tan mọi bão tố mà còn làm cho tình cảm của bạn trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đối với những ai vẫn đang độc thân, hãy tự thể hiện bản thân, cơ hội đang chờ đợi bạn và việc mở lòng sẽ giúp bạn tìm thấy những mối quan hệ thú vị và đầy tiềm năng. Hãy nhớ mỗi khoảnh khắc đều là một cơ hội, vì vậy hãy sống hết mình và đón nhận mọi điều tốt đẹp đang đến. Quý khán giả thân mến, bất hiếu với cha mẹ là tội nghiệp lớn nhất trên đời, vì đâu mà phạm phải loại ác nghiệp, bị quả báo đời đời này. Hãy cùng kênh Lộc tìm hiểu để tu sửa bản nhé. 4 nguyên nhân tạo thành kiểu bất hiếu. 1 là kiêu ngạo, cha mẹ quá thương con cái luôn chiều theo ý muốn của con, cung cấp đầy đủ tiện nghi để con hưởng an nhàn, sung sướng, nên đứa trẻ không có thói quen quan tâm tới cảm nhận của người khác và không suy nghĩ phải có trách nhiệm cùng tình thương với cha mẹ. Đây là nguyên nhân gây ra bất hiếu. 2 là vô tâm, đứa trẻ được dung dưỡng thói quen vô tâm, vô tính, lời nói không chuẩn mực nên dám mạo phạm cha mẹ, hành vi đại khái nên không tuân thủ lễ phép. Cha mẹ quá nhường những đứa trẻ không biết ơn ân đức nuôi dưỡng, cha mẹ quá chịu đựng đứa trẻ, không hỏi han biết tới cảm nhận của đấng sinh thành. 3 là lêu lỏng bản thân, thiếu tô dưỡng, thích đàn đúng, chơi bời, phục vụ những thú vui của bản thân, không thích cùng người thân gặp mặt, không thích vì người thân mà chăm lo, tư tưởng và hành vi thiếu chuẩn mực nên không nghĩ tới hiếu thảo với cha mẹ. 4 là dòng ơn Phật dạy, làm người là nhận một bữa cơm ân đức, một đời nhận một lần giúp ghi nhớ một kiếp sống phải có trước có sau. Nếu con người sinh thói vô ơn đối với thứ được nhận cho là đương nhiên, thường xuyên nhận sự chiêu đãi của người khác mà không màng tới đáp đền, thì tất sinh ra quán nghiệp. Cha mẹ đối với con cái thương yêu thương vô điều kiện, đáp ứng đầy đủ tạo cho đứa trẻ thói quen nhận mà không cho, chỉ có đi mà không có lại. Chính từ đó sinh ra dòng ân với cha mẹ, gây nghiệp bất hiếu. Kiểu bất hiếu lâu ngày tích thành đại bất hiếu, có 4 nguyên nhân sau. 1 là giàu có mà ích kỷ, có tiền riêng mà quên ơn cha mẹ, cho rằng đó là tiền do tự mình làm nên, mà quên rằng ai đã sinh thành và nuôi nấng mình từ tấm bé, hoặc vì tham tiền tài cha mẹ mà gây sự bất thường, muốn chiếm lấy làm của riêng mình, cha và mẹ héo nhờ con nuôi dưỡng, lại cảm thấy khó chịu, sinh ra oán giận và không muốn, chính là đại bất hiếu. 2 là tôn thờ vợ, người con trai vì quá yêu vợ và bất hiếu với cha mẹ, chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ mà quên đi gia đình lớn. Vợ chồng hòa hảo tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vì đâu mà có ta hôm nay, vì đâu mà ta có thể lớn lên kết hôn rồi sinh con, không phải đều nhờ công ơn cha mẹ hay sao? 3 là phóng đãng tiêu phá tiền tài của cha mẹ vào những chuyện bất minh, khiến cha mẹ đau lòng và không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già là việc bất hiếu lớn. Song thân tuổi cao vẫn phải chịu khổ đau trong lòng vì người con đạo đức xấu, tu dưỡng kém, thậm chí còn phải theo gót lo lắng giải quyết hậu quả việc xấu của con. 4 là tranh đoạt, anh em mâu thuẫn vì lợi quên tình, tranh tiền tài hay tranh sự yêu mến của cha mẹ, khiến gia đình bất hòa, không khí ảm đạm, cùng cha, cùng mẹ mà không yêu thương nhau, lại rèm pha hãm hại nhau, gia giận suy nghĩ, cha mẹ héo mòn bất hiếu, là ác nghiệp. Phải nhận quả báo lớn nhất đã là người vì lấy chữ hiếu làm đầu. Nguyên nhân của sự bất hiếu một phần cũng từ chính cha mẹ dung túng, nên những đấng sinh thành cần nghiêm chỉnh dạy dỗ, lấy đạo đức và chuẩn mực làm thước đo, không chỉ để đứa trẻ có hiếu với mình mà còn là gây dựng một con người, một công dân tốt cho xã hội mai sau. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả ở các video tiếp theo.